Câu trúc tiếp theo. Quá hận chi tải. Quá hận chi tải. Có nghĩa là tôi đang mong đợi một việc gì đó. Ví dụ. Quá hận chi tải. Yu ni. Kiên miệng. Quá hận chi tải. Yu ni. Kiên miệng. Nghĩa là tôi đang mong đợi để gặp bạn. Dưới nỉ là với bạn, trên miền là danh từ cuộc gặp gỡ. Như vậy nguyên câu, quở hận chi tài, dưới nỉ trên miền là tôi đang mong đợi để gặp bạn. Quở hận chi tài, nỉ tờ khuế phụ. Quở hận chi tài, nỉ tờ khuế phụ. Có nghĩa là tôi đang mong đợi câu trả lời của bạn. Nị tơ là của bạn, theo sau nó sẽ là một danh từ. Ở đây chúng ta có danh từ khuế phụ là câu trả lời. Câu trúc tiếp theo là wǒ tiān shuō. Wǒ tiān shuō có nghĩa là tôi đã nghe rằng. Ví dụ, wǒ tiān shuō nǐ jiě hūn lǎ. Wǒ tiān shuō nǐ jiě hūn lǎ. Tôi đã nghe rằng bạn đã kết hôn. Wow, còn gì là đau khổ hơn khi nghe nói người yêu cũ mình đã kết hôn nhỉ? Jiě hūn có nghĩa là động từ kết hôn. Ví dụ 2. Wǒ tiān shuō tā khuế lại lǎ. Wǒ tiān shuō tā khuế lại lǎ. Có nghĩa là tôi đã nghe rằng anh ấy đã quay lại. Mình nhớ cái động từ khuế lại, có nghĩa là trở lại. Cụm từ tiếp theo là nǐ tiān shuō guǒ ma. Nǐ tiān shuō guǒ ma. Nghĩa là bạn đã nghe cái điều gì đó chưa? Nǐ tiān shuō guǒ zhè ge ren ma? Nǐ tiān shuō guǒ chưa cửa rỡn ma, có nghĩa là bạn đã nghe về cái người này chưa? Chưa cửa rỡn là danh từ người này. Nǐ tiān shuō guǒ zhè ge gù shì ma? Nǐ tiān shuō guǒ zhè ge gù shì ma? Có nghĩa là bạn đã nghe về cái câu chuyện này chưa? Cụm từ zhè ge gù shì có nghĩa là câu chuyện này. Câu trúc tiếp theo. Wǒ kě yǐ. Wǒ kě yǐ. Có nghĩa là tôi có thể, diễn đạt là có một cái khả năng nào đó. Ví dụ. Wǒ kě yǐ bāng nǐ. Wǒ kě yǐ bāng nǐ. Nghĩa là tôi có thể giúp bạn. Nhớ là động từ bāng có nghĩa là giúp đỡ. Wǒ kě yǐ giáo nǐ zhōng guǎn. Wǒ kě yǐ jiào nǐ zhōng guǎn. Có nghĩa là tôi có thể dạy bạn tiếng Trung. Danh từ zhōng guǎn nghĩa là tiếng Trung. Jiào là động từ dạy, dạy ai đó, cái gì đó. Chúng ta có cụm từ jiào nǐ zhōng guǎn, dạy bạn tiếng Trung. Câu trúc tiếp theo. Wǒ kě yǐ ma? Wǒ kě yǐ ma? Có nghĩa là tôi có thể làm gì đó không? Đây là một câu hỏi để cần một cái sự cho phép của ai đó. Ví dụ, wǒ kě yǐ shì yǐ xà zhè jiàn yī fù ma? Wǒ kě yǐ shì yǐ xà zhè jiàn yī fù ma? Có nghĩa là tôi có thể thử cái này không? À, thường sử dụng trong câu khi mình đi tới cái shop quần áo, mình nói mình muốn thử cái bộ quần áo này, thì mình sẽ sử dụng câu này. Động từ shì có nghĩa là thử, yī xà một lát, zhè jiàn yī fù là cái váy này. Wǒ kě yǐ jìn lái ma? Có nghĩa là tôi có thể vào trong không? Động từ jìn lái có nghĩa là vào trong. Câu trúc tiếp theo. Nǐ
介意吗？你介意吗？có nghĩa là bạn có phiền một cái điều gì đó không? 你介意我抽烟吗？你介意我抽烟吗？nghĩa là bạn có phiền nếu tôi hút thuốc không? 抽烟là động từ hút thuốc. 你介意我用一下你的电脑吗？nghĩa là bạn có phiền nếu tôi sử dụng máy tính của bạn không? 你介意có nghĩa là bạn có phiền. 我là tôi. 用có nghĩa là sử dụng. 一下là một chút. 你的của bạn. 电脑là danh từ máy tính. Như vậy nguyên câu, bạn có phiền nếu tôi sử dụng máy tính của bạn không? Cấu trúc tiếp theo. 我很好奇。我很好奇。có nghĩa là tôi rất tò mò về một việc gì đó. Chúng ta có câu ví dụ. 我很好奇。你为什么不喜欢猪肉？我很好奇。你为什么不喜欢猪肉？câu này nghĩa là tôi rất tò mò tại sao bạn lại không thích ăn thịt. 我很好奇 nghĩa là tôi rất tò mò. 你là bạn. 为什么tại sao 不喜欢là không thích. 猪là động từ ăn. 肉là thịt. Như vậy nguyên câu có nghĩa là tôi rất tò mò tại sao bạn lại không thích ăn thịt. Ví dụ 2. 我很好奇你现在几岁了？我很好奇你现在几岁了？nghĩa là tôi rất tò mò bạn bao nhiêu tuổi. 我很好奇 là tôi rất tò mò. 你 là bạn. 现在 bây giờ. 几岁了 là bao nhiêu tuổi. Câu trúc tiếp theo. 我记得我记得nghĩa là tôi còn nhớ. Ví dụ 1. 我记得他是美国人。我记得他是美国人。Tôi nhớ rằng anh ấy là một người Mỹ. 我记得tôi nhớ. 他 là anh ấy. 是 là động từ. là美国人người Mỹ. Ví dụ 2. 我记得我看过这部电影。我记得我看过这部电影。Tôi nhớ là tôi đã xem bộ phim này. 我记得 tôi nhớ. 我 là tôi. 看过 là xem hết. 这部电影 có nghĩa là bộ phim này. Câu trúc tiếp theo. 你还记得吗？你还记得吗？nghĩa là bạn vẫn nhớ chứ? Chúng ta có ví dụ 1. 你还记得我吗？你还记得我吗？bạn vẫn còn nhớ tôi chứ? Ví dụ 2. 你还记得这个事吗？你还记得这个事吗？có nghĩa là bạn vẫn còn nhớ chữ tiếng Trung này chứ? Trong bài trước, chúng ta đã được học về từ chưa cửa dự. Dự chính là hán tự. Chưa cửa dự là cái hán tự này. Wǒ qù guǒ nghĩa là tôi đã đến. Trái nghĩa với nó là wǒ měi qù guǒ. Wǒ měi qù guǒ nghĩa là tôi chưa từng đến. Chúng ta có ví dụ 1. Wǒ qù guǒ měi guǒ. Wǒ qù guǒ měi guǒ nghĩa là tôi đã từng đến nước Mỹ. 我没去过上海。我没去过上海。Tôi chưa từng đến Thượng Hải. Câu trúc tiếp theo. 你去过吗？có nghĩa là bạn từng đến nơi nào đó chưa? Ví dụ 1. 你去过香港吗？
Nǐ jì guǒ xiāng gǎng ma? Xiāng gǎng có nghĩa là Hồng Kông. Bạn đã từng đến Hồng Kông chưa? Nǐ jì guǒ zhè jiā san tiān ma? Nǐ jì guǒ zhè jiā san tiān ma? Bạn đã từng đến nhà hàng này trước đây chưa? San tiān có nghĩa là nhà hàng. Câu trúc tiếp theo. Nǐ men yǒu ma? Nǐ yǒu ma? Câu này nghĩa là bạn có cái gì đó không? Hoặc là các bạn có cái gì đó không? Ví dụ, Nǐ yǒu xiǎo hái ma? Nǐ yǒu xiǎo hái ma? Bạn có đứa con nào không? Xiǎo hái là con. Ví dụ 2. Nǐ men yǒu zhà sì ma? Nǐ men yǒu zhà sì ma? Nghĩa là các bạn có cái nĩa không? Zhà sì là danh từ cái nĩa. Câu trúc tiếp theo. Wǒ yǒu. Wǒ yǒu nghĩa là tôi có. Ví dụ, Wǒ yǒu yǐ gè dì dì nghĩa là tôi có một em trai. Dì dì có nghĩa là em trai. Ví dụ 2. Wǒ yǒu yǐ liàng sì xiǎng zhè. Wǒ yǒu yǐ liàng sì xiǎng zhè. Cụm từ yǐ liàng sì xiǎng zhè có nghĩa là một chiếc xe đạp. Câu trúc tiếp theo. Wǒ fā xiàng. Wǒ fā xiàng nghĩa là tôi đã nhận thấy, tôi tìm thấy. Ví dụ, Wǒ fā xiàng nǐ hěn xǐ kuān zhì tiān shí. Wǒ fā xiàng nǐ hěn xǐ kuān zhì tiān shí nghĩa là tôi nhận thấy rằng bạn thích ăn đồ ngọt rất nhiều. Wǒ fā xiàng có nghĩa là tôi nhận thấy rằng nǐ là bạn, hěn xǐ kuān rất thích, zhì là động từ ăn, tiān shí là đồ ngọt. Wǒ fā xiàng tā hěn gǎo xiào có nghĩa là tôi thấy anh ấy rất là vui tính. Cụm từ hěn gǎo xiào có nghĩa là rất vui tính, rất hài hước. Câu trúc tiếp theo. Wǒ jīng zhǎng. Wǒ jīng zhǎng nghĩa là tôi thường làm gì đó. Wǒ jīng zhǎng zài gōng yuán lǐ kàn jiǎn tā. Wǒ jīng zhǎng zài gōng yuán lǐ kàn jiǎn tā nghĩa là tôi thường thấy anh ấy ở công viên. Wǒ jīng zhǎng nghĩa là tôi thường. Zài gōng yuán có nghĩa là trong công viên. Kàn jiǎn là động từ thấy. Tha là nấy. Wǒ jīng zhǎng gēn tā zhǎo jiā. Wǒ jīng zhǎng gēn tā zhǎo jiā nghĩa là tôi thường tranh cãi với anh ấy. Gēn tā là với anh ấy. Zhǎo jiā là động từ cãi nhau. Câu trúc tiếp theo. Wǒ tōng zhǎng hoặc là wǒ yì bān. Wǒ tōng zhǎng hoặc là wǒ yì bān có nghĩa là tôi thường. Wǒ tōng zhǎng qì diǎn qǐ zhuǎng nghĩa là tôi thường thức dậy lúc 7 giờ. Qì diǎn là 7 giờ. Động từ qǐ zhuǎng nghĩa là thức dậy. Wǒ yì bān bù zhì zǎo sān. Bù zhì nghĩa là không ăn. Zǎo sān là buổi sáng. Nghĩa là tôi thường không ăn sáng. Wǒ dǎ suàn nghĩa là tôi có kế hoạch làm gì đó hoặc là tôi định làm gì đó. Wǒ dǎ suàn. Miếng thiên bān jiā có nghĩa là tôi định di chuyển vào ngày mai. Miếng thiên là ngày mai. Bān jiā là động từ di chuyển. Wǒ dǎ suàn tôi dự định. Wǒ dǎ suàn xiā gè yuè khuấy cúa. Wǒ dǎ suàn xiā gè yuè khuấy cúa tôi có kế hoạch quay trở lại đất nước của mình vào tháng tới. Wǒ dǎ suàn
tôi có kế hoạch. Xa cửa duệ là tháng tới, quấy của nghĩa là trở về nhà. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Tiếng Trung Như Quỳnh. Ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ mang đến cho các bạn 100 câu tiếng Trung cơ bản làm nền. Và từ cái nguồn nguyên liệu này, các bạn có thể xào chế nấu nướng ra những câu mà các bạn muốn nói để phù hợp với ngữ cảnh nhất. Ví dụ Như Quỳnh sẽ cung cấp cho bạn câu là tôi hy vọng, tôi muốn, tôi thích một cái gì đó, thì các bạn có thể thay đổi cái chủ ngữ sang một cái danh từ khác, ví dụ như là chúng ta muốn, bọn họ muốn, hoặc là bạn của tôi muốn. Và hãy bắt đầu ngay bài học ngày hôm nay với 100 câu cơ bản dành cho người bắt đầu học tiếng Trung nhé.